Kiệt sanh ra đời thấy cái gì mà bất công là chịu không có nổi. Hồi xưa đi học có lớp 3, lớp 4 mà đi một lần nguyên xóm này xóm kia, đi ngang cái xóm ở dưới kia gần trường học, có thằng kia nó hay chặn lại, nó quýnh mang bạn mình. Mà ở Việt Nam ấy, phụ thiếu dinh dưỡng mà sanh ra là không có sữa bú, thì cho nên nó ốm lắm, cho nên được biệt danh là gì, giò điện. Giò điện là nó ốm cực kỳ á. Vậy mà cái thằng kia nó bự con nó mặc, cái mình thấy bức xúc à, ốm tao cũng chơi mày luôn. Tao nó ngủ nó đó, tao hình thằng quà wow. Tao mày vẽ cái vòng, vòng cũng bự hơn cái bàn này gấp ba lần, vẽ cái vòng bự. Thằng nào mà ra khỏi vòng thì thằng đó thua, từ nay mày đừng có ăn hiếp tụi tao nữa nha. Cái thằng đó nó cười, cỡ mày ba thằng đâu quýnh còn chết, tại thấy mình dò điện ốm mà xưa sư phụ ốm nhất à. Vậy đấu ai thua? Nó thua. À, quýnh lộn. Sau này sư phụ mới kinh nghiệm lại, không phải quýnh lộn là cái tướng ốm hay tướng mặt là thắng ngang. Cái gan dạ và cái trí của mình thụ lanh lắm, vừa vô là sư phụ nó quýnh một cái, sư phụ né một cái là quýnh bằng cái ốc chứ không phải quýnh bằng cái tay. Thiệt á.